chưa cầm đến chiếc điện thoại, chưa mở vào bên trong chiếc điện thoại, nhưng chúng ta thấy cái hộp như thế này đã đánh giá được sơ bộ rồi là chiếc điện thoại này đẹp như thế nào và đẳng cấp như thế nào. Bảo mật, cả mã hóa khi mà chúng ta nhét SIM vào sẽ làm cho chúng ta bảo mật được trên cả SIM luôn, chống được các hacker tấn công qua SIM, lỗ hổng của SIM. Vì vậy bây giờ họ đã fix được cái lỗi đó luôn và phiên bản này trở nên đặc biệt và hoàn hảo. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury, và một chủ đề về điện thoại thì Kỳ Lân trân trọng giới thiệu đến với tất cả quý khách hàng chiếc điện thoại mà đang đỉnh rất đỉnh và hầu như rất nhiều người thích, đó chính là chiếc điện thoại XOR, mang tên là XOR, đọc nhanh là XOR. Và đây là một chiếc điện thoại phiên bản mà khác với phiên bản clip trước Kỳ Lân đã thực hiện review. Một chiếc điện thoại cao cấp, đẳng cấp bao giờ đi kèm với chiếc máy thì những cái phụ kiện kết hợp để tạo thành một sản phẩm hoàn hảo, đó chính là hộp và những phụ kiện bên trong bao giờ cũng là cao cấp. Mới mở ra từ một hộp giấy thôi thì bên trong chúng ta sẽ có một cái hộp chất liệu này rất là bóng. Wow, rất là đẹp. Này, chất liệu sơn nhìn thôi là đã thấy sự khác biệt so với những sản phẩm thông thường rồi. Một chiếc điện thoại cao cấp, cái hộp rất cao cấp, chưa cầm đến chiếc điện thoại, chưa mở vào bên trong chiếc điện thoại, nhưng chúng ta thấy cái hộp như thế này đã đánh giá được sơ bộ rồi là chiếc điện thoại này đẹp như thế nào và đẳng cấp như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở, đối với mở chiếc điện thoại này ra, một cái hộp như thế này, chúng ta sẽ chắc chắn rằng sẽ có nhiều khách nếu mà nhận chưa được hướng dẫn thì sẽ bị lúng túng trong vấn đề mở. Vâng, hai bên hộp sẽ có hai cái nấm gọi là cái đầu logo, hai cục logo của hãng điện thoại XOR này, và nó giống như là cơ quan vậy, trên này nó có những cái đường khất thì chúng ta sẽ tìm một cái, chỉ có một cái khất nhắn được thôi, và bên này ví dụ như Kỳ Lân tìm được là chỗ này nhắn vào, mấy chỗ còn lại nhắn không có được, chỉ nhắn được chỗ này thôi. Thì bên đối xứng bên kia sẽ là đầu ngược lại, bên ngược lại đây. Rồi anh giữ hai nút rồi, em giữ cái nắp hộp lên giùm anh. Ok, wow. Đây là một phiên bản điện thoại XOR X2, là phiên bản tối ưu, tối tân, fix tất cả những cái nhược điểm trước đây, và tất cả những nhược điểm trước đây bây giờ đã thành ưu điểm cho chiếc điện thoại này. Từ thiết kế cái chỗ lấy cái hộp, lấy cái điện thoại ra cũng khác biệt so với phiên bản cũ, và kể cả cuốn sách nhét vào đây cũng khác với phiên bản cũ. Trong đây thì sẽ có sách hướng dẫn. Quý khách muốn coi clip về chiếc điện thoại này mà màu thép, màu classic titanium thì có thể là coi lại clip trước của Kỳ Lân nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào chiếc điện thoại Ebony này, một chiếc điện thoại màu đen, bóng rất đẹp. Hay là mình đi phụ kiện trước ha. Ok, vậy thì mình đi phụ kiện trước đi, mình để cái máy ở bên đây. Thì trong hộp X2 này, phụ kiện bên trong cũng khác với ở bản 3G và bản 4G X1. Thì bên trong nó khác là gồm có cả củ sạc cho mình luôn, thay vì trước đây chỉ có mỗi cái cọng dây cáp trong cái bịch nhung này thôi, chỉ có mỗi cái cọng dây cáp này thôi. Và chỗ đây họ sẽ làm không có gì hết, thì bây giờ họ thêm tất cả những cái đầu củ sạc này phù hợp cho ổ cắm điện ở các nước, đặc biệt là những cái ổ ba cháu này dành cho những nước ở như là Singapore ha. Và đây là cái củ sạc này là sạc nhanh. Nó có nhiều đầu sạc tròn, dẹp, mà chéo, xéo, ba cháu. Rồi, tiếp theo thì ở đây sẽ có một cái khăn để mà mình lau điện thoại. Khăn này rất là mềm, rất là mịn, rờ rất là sướng. Cũng có in logo luôn nha. Và tiếp theo là một cái rất là nhỏ nhưng mà rất là quan trọng. Trong đây chứa cuốn sách và một cái cây để mà mình chọn để lấy SIM ra, và cái cây chọc SIM này cũng có logo của XOR luôn, và mình dỡ ra thử bên trong có gì. Vâng, bên trong thì sẽ có một cuốn sách nhỏ vuông, và cái quan trọng nhất là cái này, cái thẻ này là cái thẻ vừa là bảo hành vừa là cái mã pin code để mà nhập vào ATM cái máy.
Trên đây sẽ có cái số serial number, nó sẽ có 2, 4, 6 số đằng sau trùng với cái máy. Và cái pin code này để nhập vào lần đầu tiên khi HT, chúng ta muốn HT chúng ta sẽ cạo cái lớp này ra. Và đây là một cái máy new chưa HT, chưa cạo ra. Em hãy cầm giùm anh cái này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính nhất mà Kỳ Lăng muốn gửi gắm thông điệp là sản phẩm này rất đẹp, rất nâng cấp. Chúng ta sẽ, ngay đây có một cái lỗ, chúng ta sẽ lấy cái tay chúng ta đút vào và chúng ta chỉ việc là nhấc nó ra thôi. Ngay lập tức chiếc điện thoại đã được nhấc ra khỏi. Và đằng sau là một lớp da bê quen thuộc, da bê của hãng. Rất là đẹp, mịn màng. Và logo bản X2 4G này cũng khác biệt là lúc trước là nó không có một vòng tròn ở ngoài, nhưng mà logo bây giờ họ đã thay đổi và họ thêm một vòng tròn ở ngoài nữa. Và lúc trước thì khí hậu ở nước Anh khác với chúng ta, cho nên là thường là ở phía sau logo này trong 4 cái ô này sẽ sơn đen, và về Việt Nam khí hậu không phù hợp nên hay bị tróc thủy sau một thời gian dùng. Vì vậy bây giờ họ đã fix được cái lỗi đó luôn và phiên bản này trở nên đặc biệt và hoàn hảo. Rồi bây giờ chúng ta thử khởi động nha. Khởi động thì chúng ta sẽ nhập lên, khởi động lên. Nhấn bên hông 3 giây rung một cái là mình thấy điện thoại hiện lên chữ XOR trên đầu của chỗ nhắc SIM. Bên hông là nút nguồn, hai bên hông là nút âm lượng. Bên sau là da. Đây. Đây là cổng sạc DC. Rất là tiện lợi. Đây là tiếng chuông khởi động nè. Chiếc điện thoại bảo mật và bảo mật cả mã hóa khi mà chúng ta nhét SIM vào sẽ làm cho chúng ta bảo mật được trên cả SIM luôn, chống được các hacker tấn công qua SIM, lỗ hổng của SIM. Đây, ở phiên bản này thì nó cũng đã có sẵn ngôn ngữ cho chúng ta là tiếng Việt, chúng ta sẽ chọn thôi. Rồi chúng ta sẽ chọn Việt Nam. Vui lòng lắp SIM. Sau khi chúng ta lắp SIM vào thì chúng ta sẽ nhập cái mã HT vào là xong, chúng ta kích hoạt. Rồi, đây là chiếc điện thoại mới nên Kỳ Lăng không có HT để khách hàng HT. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để ủng hộ, để xem clip của Kỳ Lăng. Kỳ Lăng chúc toàn thể tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Và ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube này, cũng như like, theo dõi trang fanpage của Kỳ Lăng Luxury để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian tới. Hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website kỳlanglaxury.com để xem những danh mục, những sản phẩm của Kỳ Lăng nhé. Hoặc gọi cho Kỳ Lăng hoặc kết nối qua Zalo cho Kỳ Lăng, số like 0901 247 247. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn, kính chào và tạm biệt, hẹn gặp lại.